đôi vai gồng gánh đất trời, tiền tài sự nghiệp một đời vang danh, thất bại có cũng qua nhanh, cửu thiên ban phước an lành ấm no, lộc trời của quý nhân cho, làm trai năm liệu bảy lo mới hào, dù cho lội suối, vượt đèo, chín phần vượng phát đi theo suốt đời, công danh sự nghiệp rạng ngời, an nhiên phát lộc muôn đời ấm no. Chúc mừng tuổi Quý Mão sinh năm 1963, được thần tài ban lộc 3 tháng liên tiếp, vận may ùn ùn kéo tới, đổi vận giàu có hơn người nếu biết điều này. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị tháng mới có nhiều may mắn, tài lộc và thành công. Vâng, thưa quý vị thân mến, Quý Mão là một con giáp khổ trước sướng sau chính hiệu, nỗi buồn là cái sự sướng sau đó khá là hư vô và mờ mịt, còn cái khổ trước thì đã in hẳn trong thời thanh xuân của Quý Mão rồi. Từ năm 2023 đổ về trước, bao nhiêu khó khăn, khổ sở, vất vả của cuộc đời này đều đổ lên đôi vai của tuổi Quý Mão, cơm chẳng đủ ăn, tiền chẳng đủ sống, chưa dám nói gì đến an nhàn, sung túc. Nhưng nếu bản mệnh đang hữu duyên nghe được video này, thì đừng vội nản chí nhé, bởi khi bước sang năm 2024, thầy Tử Vi dự báo sẽ có một thiên mệnh của người tuổi Quý Mão sinh năm 1963, gặp đúng 3 tháng phát tài, vận khí hội tụ khiến vận trình của bản mệnh bỗng chốc vụt sáng, mọi sự hanh thông bất ngờ, giúp bản mệnh trở thành con giáp giàu có ở tuổi 61, vừa nhàn hạ, lại may mắn trăm bề, phước đức đầy tay, mọi khó khăn, vất vả đều tan biến, thay vào đó là sự sung túc đủ đầy, tiền vàng ngập két khiến ai ai cũng phải trầm trồ thán phục. Vậy, để biết được vận trình cụ thể 3 tháng giữa năm 2024 của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 sẽ diễn ra như thế nào, thì xin mời quý vị cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay dưới đây của Minh Đường Tử Vi nhé. Chúc mừng tuổi Quý Mão sinh năm 1963 được thần tài ban lộc 3 tháng liên tiếp, vận may ùn ùn kéo tới, đổi vận giàu có hơn người nếu biết điều này. Nhìn xem số mạng tuổi này, như vàng tây trắng có ngày giàu sang, tiền vận vất vả khó con, trung vận mạnh khỏe làm ăn hơn người, trai thì lại có lắm nghề, bụng người ngay thẳng không hề tham lam, mùa thu sinh đặng thuận mùa, mùa hạ hỏa khắc phải đời đổi thay, bụng người cũng có tánh linh, nghi đâu chúng đó thiệt tình chẳng sai, nếu tu thì phúc lại tăng, tuổi già sung sướng lộc tài thiếu chi, tuổi nhỏ phải chịu gian nan, tuổi già vinh hiển giàu sang hơn người. Kính thưa quý vị, tuổi Quý Mão sinh năm 1963 là những người siêng năng, hiền lành và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Trong cuộc sống thực tế, họ là người rất thấu tình đạt lý, luôn lo nghĩ cho mọi người, tuy thường hay sống vì người khác nhiều hơn, nhưng con giáp này cũng vẫn biết yêu thương bản thân và gia đình. Đặc biệt, họ còn biết ghi lòng tạc dạ công ơn của người khác, dù ít, dù nhiều, bất kỳ sự trợ giúp nào đều được con giáp này khắc sâu trong tâm khảm, có cơ hội là lập tức báo đáp ân nhân, cho nên tính khí của họ rất được mọi người yêu mến và thích kết giao. Vào thời trẻ, Quý Mão gặp nhiều sóng gió, gập ghềnh, trắc trở, vất vả kiếm tiền mưu sinh, nặng gánh trên vai nhiều trách nhiệm gia đình. Trong cuộc sống, Quý Mão luôn được bạn bè tin tưởng và nhờ cậy, họ là những người lo cho việc của người khác kỹ hơn việc của mình, cầu toàn cho sự của người khác, tỉ mỉ hơn sự việc của bản thân mình. Họ hơi có xu hướng vác tù và hàng tổng, chuyện mình chưa xong đã mân mê ôm việc của người khác vào mình. Họ thích giúp đỡ người khác nhưng khi gặp chuyện lại hay ái ngại nhờ người khác giúp đỡ, sợ phiền hà, sợ bị đánh giá, sợ bị coi thường, sợ bị hiểu nhầm, lợi dụng tình cảm mà thực dụng nọ kia. Chính kiểu suy nghĩ ấy khiến Quý Mão khi gặp khó khăn sẽ mất rất nhiều thời gian để họ có thể vực lên được. Họ là người tình cảm, sống chân tâm nhưng không giỏi ăn nói, hay bị hiểu lầm, hay bị người khác nghĩ xấu, nên cũng là cái mệnh dễ bị gọi thị phi và dễ có tiểu nhân thường trực quấy nhiễu. Năm 2020, 2021, 2022 là những năm đầy biến động của Quý Mão. Nó được ví như mùa đông trong mệnh của họ. Những mất mát, những đớn đau, những ngược xuôi, vất vả sẽ để cho Quý Mão có được sự trưởng thành, vỡ đi những mộng tưởng màu hồng về cuộc đời này. Tiện đây, Minh Đường Tử Vi cũng muốn nhắc nhở tới cô bác anh chị từ lâu rằng, vì con đường đời của Quý Mão vốn không đơn giản, vốn không nhàn tản, vốn lắm bi ai, vốn nhiều tuyệt vọng, vốn lắm gian truân và thử thách kiên trì. Một cuộc đời có thể lên voi xuống cún, có thể thăng bổng giáng trầm, là vô thường nhưng cũng là ngoạn mục và vô cùng rực rỡ. Chỉ là lắm lúc nhọc lòng, mệt tâm, bồn chồn và mỏi mệt quá, xong lại không kể với ai cứ giữ trong lòng. Thắng thì hân hoan được một đoạn ngắn, thua thì cứ tự loay hoay mà xử lý nhiều phần. Quý Mão vẫn luôn tích cực, tự mình vực dậy như thế,
luôn bao dung với những người đi sau, nhẫn nại với con cháu, tỉ mỉ với công việc. Có như vậy mới chiết xuất được tài nghệ thành tinh hoa và tinh túy, làm nên phẩm chất cao quý của Quý Mão. Có như vậy mới xứng đáng được đứng ở đỉnh vinh hoa vì những gì mà bản thân đã dày công cống hiến. Khi bước vào trung vận thì mọi thứ mới thực sự thăng hoa rực rỡ, sự nghiệp Quý Mão dần vững chắc ổn định, công thành danh toại, được quý nhân giúp đỡ, thần tài chiếu cố nồng hậu mà ăn nên làm ra, của cải chật góc nhà. Bên cạnh đó, người tuổi Quý Mão vốn tài giỏi, thông minh, càng lớn tuổi sẽ càng giàu có, những năm tháng hậu vẫn được tận hưởng vinh hoa phú quý, an nhàn, sống hạnh phúc bên gia đình. Khi bước sang năm 2024, tuổi Quý Mão sinh năm 1963 sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, có quý nhân luôn ưu ái đồng hành, nên nhìn chung chặng đường từ giữa năm trở đi sẽ vô cùng sáng sủa, hanh thông. Trong năm nay, nữ mạng được sao Thái Dương chiếu mệnh, đây là một phúc tinh đem đến may mắn về tài lộc và sự nghiệp. Trong năm gặp nhiều may mắn, nếu nắm bắt cơ hội sẽ đạt được cát lợi. Nam mệnh Quý Mão có sao Kế Đô soi chiếu, nên mọi thứ có gặp chút thử thách ban đầu, dễ bị vu vạ, tốn tiền, không được việc, nhưng về nửa cuối năm được hanh thông, tài lộc đủ đầy, sức khỏe ổn định hơn. Tuy nhiên, nam và nữ mệnh Quý Mão năm nay cùng gặp hạn địa võng, thường gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi, bị hiểu lầm, mang tiếng xấu vì những điều trên, nên cuộc sống của đương số cảm thấy lo âu, phiền muộn, buồn rầu. Tốt nhất là nên làm ăn chân chính, buôn bán, kinh doanh rõ ràng và minh bạch, đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương tâm. Trong cuộc sống, nên dĩ hòa vi quý, nhường nhịn lẫn nhau, đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly, xa cách. Trong công việc thì cần bình tĩnh, có việc gì trước tiên hãy ngồi lại cùng nhau để giải quyết, giữ tâm lý tích cực, lạc quan, làm nhiều việc tốt, hướng thiện thì mọi sự ắt sẽ bình an, gặp hung hóa cát, thịnh vượng, viên mãn. Đặc biệt theo lá số tử vi, tuổi Quý Mão sinh năm 1963 là con giáp vô cùng may mắn khi gặp được 3 tháng phát tài, đó là tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch. Đây được dự báo là thời điểm hiếm có để con giáp này trở mình lội ngược dòng ngoạn mục, không những trả sạch nợ nần, đổi đời giàu có, mà còn có của cải dư giả, an nhàn hưởng phúc đến tận cuối đời. Sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý vị luận bàn về phương diện công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của tuổi Quý Mão trong tháng 5, 6, 7 âm lịch. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tử vi sự nghiệp tuổi Quý Mão tháng 5, 6, 7 âm lịch. Bước chân sang tháng 5,6,7 tới này, hàng loạt tin tích cực sẽ tới với tuổi Quý Mão, đặc biệt là ở phương diện công danh, sự nghiệp. Con giáp này có được nhiều may mắn khi vận trình khởi vượng, làm gì cũng có cảm giác suôn sẻ nhiều bề. Cục diện tam hợp kết hợp với thiên ấn cát tinh nâng đỡ, giúp các kế hoạch của bản mệnh tiến triển êm xuôi, thuận lợi. Cơ hội thăng tiến mở ra trước mắt khi Quý Mão được giao phó nhiều trọng trách quan trọng, thể hiện vị thế của mình trong tập thể. Bằng sự thông minh, kinh nghiệm dày dặn của mình, cô bác anh chị đã khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được thành công, công việc như ý, tăng lương, tiền thưởng là điều tất yếu. Cấp trên cũng càng ngày càng dành nhiều sự ưu ái cho Quý Mão, khi tạo cơ hội bồi dưỡng bạn thành lớp kế cận. Đặc biệt, quý nhân cũng sẽ xuất hiện trong tháng, mang lại cho mệnh chủ nhiều sự trợ giúp mang tính chuyển ngoặt. Nhờ vậy, bạn có thể tự tin theo đuổi lý tưởng của mình. Quý nhân cũng giúp cho những người đang trong tình trạng bế tắc và vô định có thể tìm được lối đi mới cho mình. Dù khó khăn trở ngại đến đâu, cũng tìm được hướng giải quyết phù hợp. Bản mệnh cần cố gắng nắm giữ cơ hội, tận dụng thời cơ cho mình. Có thể thấy, sau những vấp váp ở những tháng trước, con giáp này đang dần lấy lại phong độ. Khó khăn với cô bác anh chị chỉ mang tính tạm thời, vì bản mệnh không bao giờ chấp nhận cúi đầu bỏ cuộc. Càng gian truân, Quý Mão lại càng muốn đương đầu để khai phá tiềm năng của mình. Ngoài ra, bản mệnh làm gì cũng có phần thuận lợi hơn, nên hãy tranh thủ tiến hành các việc lớn như khởi nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất, triển khai dự án mới. Ngoài ra, 3 tháng giữa năm này Quý Mão vẫn nên thận trọng với hung tinh ngũ quỷ. Tuy mức độ ảnh hưởng có thể không quá lớn do cát khí của cô bác anh chị thời gian này khá mạnh, nhưng nếu chủ quan, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến bao công sức của cô bác anh chị tan thành mây khói. Tử vi tài lộc tuổi Quý Mão tháng 5, 6, 7 âm lịch. Xem tử vi 3 tháng giữa năm tuổi Quý Mão cho thấy, tài lộc của tuổi Quý Mão có sự thăng tiến vượt bậc. Không chỉ khoản thu chính, con giáp này còn có thêm thu nhập từ các khoản phụ thu. Bán hợp thái tuế báo hiệu, tuổi Quý Mão nhận được nhiều sự hậu thuẫn trong công việc,
Nhờ vậy, bạn có thể phát huy một cách cao độ, giành lấy những gì xứng đáng. Việc thăng chức, tăng lương hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu bạn đủ chăm chỉ và nỗ lực. Tuổi Quý Mão hãy cứ mạnh dạn đề xuất mức lương, thường phù hợp với công sức đã bỏ ra. Trong khi đó, người kinh doanh cũng thu về nhiều lợi nhuận, nhờ đầu óc tính toán tài tình của mình, cơ hội hợp tác làm ăn trong tháng khá nhiều, ra ngoài có quý nhân trợ giúp, nên giảm bớt rất nhiều khó khăn so với việc một mình mò mẫm. Nhưng lưu ý, cầu tài cũng cần có lộ trình nhất định, Quý Mão chớ nóng vội mà đi theo con đường không chính đáng, dù dùng cách gì để làm giàu đi nữa, nếu cô bác anh chị đi theo hướng chính đáng ắt sẽ thu về lợi nhuận cao. Thêm nữa, cũng bởi con giáp này biết cân đối lại kế hoạch tài chính của mình, tránh được những khoản chi tiêu không cần thiết. Nhờ vậy, các khoản tích góp của Quý Mão cũng tăng lên mỗi ngày, đảm bảo cho bạn một tương lai đủ đầy, an nhàn, không phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc. Về phương diện tình duyên, gia đạo, bước sang tháng 5, 6, 7 âm lịch, nhìn chung chuyện tình cảm của tuổi Quý Mão đón nhiều tin vui khi nhân duyên tốt lành tự tìm tới. Dù là người có gia đình hay người đang độc thân cũng sẽ trải qua những cung bậc ngọt ngào của tình yêu. Với người độc thân, vận đào hoa đương lúc vượng, không khó để bạn tìm cho mình một người có thể yêu thương và chia sẻ cuộc sống. Chỉ cần chịu hạ bớt tiêu chuẩn xuống một chút, bạn sẽ nhận ra vốn dĩ tình yêu vẫn luôn ở quanh mình. Nếu có người tiếp cận trong thời gian này, hãy mạnh dạn, chủ động nắm bắt cơ hội, nắm lấy hạnh phúc cho chính mình. Các cặp vợ chồng luôn biết cách vun vén mối quan hệ, nên hiếm khi xảy ra cãi vã, gia đạo hài hòa, nhiều việc có sự thống nhất của cả hai. Còn cái lúc này cũng đang dần trưởng thành và ổn định hơn trong cuộc sống, khiến bạn hài lòng. Tử vi sức khỏe tuổi Quý Mão tháng 5, 6, 7 âm lịch. Đây có thể coi là 3 tháng giữa năm vận khí tăng mạnh với người tuổi Quý Mão ở các phương diện công việc, tiền bạc, tình cảm. Song vấn đề sức khỏe lại khiến bạn chưa thể yên tâm. Thời điểm này, nguyệt lệnh lâm bệnh, lại có thiên nguyệt chủ ốm đau tác động, con giáp này có dấu hiệu lao lực, dễ ốm vặt, không được điều trị dứt điểm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe về sau. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý ảnh hưởng của hung tinh, có thể gây chấn thương, họa huyết quang bất ngờ. Xem phi tinh cho thấy, nhị hắc chủ ốm đau, bệnh tật bay vào phương chính nam, tại đó tích tụ nguồn năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, cần phải được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng thường xuyên. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tử vi tháng 5 âm lịch tuổi Quý Mão. Bước sang tháng 5 âm lịch cho thấy, sự nghiệp của bản mệnh có thể chính là điểm có nhiều điểm sáng. Khi việc tìm đến cơ hội thể hiện năng lực của mình, tháng mới là lúc để con giáp tuổi Quý Mão thể hiện sự uy tín của mình trong công việc. Nhờ đó mà bản mệnh được tin tưởng hơn bao giờ hết, nhiều người còn được giao cho nhiệm vụ quan trọng. Đó là lúc cô bác anh chị được phát huy tối đa năng lực của bản thân. Vì thế, hãy cố gắng tập trung, đừng vì bất cứ lý do gì mà sao nhãng. Đặc biệt, Thái Âm là sao tốt, mang tới nguồn năng lượng dồi dào để những con giáp tuổi Quý Mão có thể cho thấy sức ảnh hưởng và tài lãnh đạo của mình. Tháng này, nhiều người may mắn được nâng lương, thăng chức nhờ công sức của bản mệnh, được lãnh đạo ghi nhận, thu nhập của con giáp này nhờ vậy cũng được tăng lên. Phương diện tài lộc khá ổn định, không cần phải lo lắng nhiều. Tuy nhiên, tương phá xuất hiện, tức là lúc có điểm phá tài luôn rình rập đe dọa túi tiền của cô bác anh chị. Vì thế việc đầu tư kinh doanh trong tháng này cần hết sức thận trọng. Tốt nhất là cô bác anh chị vẫn nên tập trung hoàn thành các dự án còn đang dang dở của mình. Những lời mời đầu tư mới thì cần thời gian để bình tĩnh cân nhắc. Sức khỏe của những con giáp tuổi Quý Mão tháng này không có gì đáng lo ngại. Bản mệnh chỉ cần tập trung vào việc ăn uống đa dạng thức ăn để gia tăng sức đề kháng là được. Nhờ vậy, cô bác anh chị có thể sẵn sàng đối diện với những khó khăn, thử thách mà cuộc sống mang lại. Quý nhân, Tuất, Dần, tiểu nhân, Tý, Ngọ. Màu sắc may mắn, xanh lá cây, xám. Tử vi tháng 6 âm lịch tuổi Quý Mão. Vận trình của người tuổi Quý Mão trong tháng 6 âm lịch này có tốt, có xấu. Vì thế cô bác anh chị phải biết cách phát huy điểm mạnh của mình, cố gắng khắc phục những mặt còn yếu kém thì mới mong đạt được kết quả như ý muốn. Dưới tác động của cục diện tam hợp, sự nghiệp của bản mệnh chủ yếu tiến triển thuận lợi. Chỉ cần cố gắng tập trung vào nhiệm vụ của mình thì ắt gặt hái được thành tựu đáng mơ ước. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là bạn cần phải nhìn nhận rõ thực tại trước mắt, đánh giá đúng năng lực của bản thân, chớ nên chạy theo những điều viển vông, không thiết thực. Tháng này có nguyệt lệnh lâm quan che chở,
nên người làm công ăn lương hay kinh doanh đầu tư đều gặp nhiều may mắn, chăm chỉ, cần mẫn trong công việc của mình sẽ giúp bản mệnh thu được một khoản lợi lãi hoặc tiền lương, tiền thưởng nóng tương xứng. Tuy nhiên, ngũ quỷ hung tinh xuất hiện vẫn gây ra những cản trở nhất định trong vận trình của bản mệnh. Có thể kẻ tiểu nhân ghen ghét với những gì bạn đã làm được sẽ tìm cách ngấm ngầm gây hại cho bạn. Vì thế, cần phải cẩn thận trong công việc mình làm, chớ nhẹ dạ cả tin mà dễ dàng tin theo lời của người khác. Theo tử vi tháng 6 năm 2024 tuổi Quý Mão âm lịch, chuyện tình duyên không thực sự sáng sủa trong tháng này, bởi vợ chồng vẫn khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, xung đột. Bạn không nên quá bướng bỉnh, bắt nửa kia phải nghe theo sự sắp đặt của mình. Hai người hãy ngồi lại, cùng nhau thảo luận và đưa ra những quan điểm thống nhất. Quý nhân, Tuất, Dần. Tiểu nhân, Tý, Ngọ. Màu sắc may mắn, xanh lá cây, xám. Tử vi tháng 7 âm lịch tuổi Quý Mão. So với tháng trước, tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi Quý Mão kém sắc hơn. Tháng canh thân mộc vượng khắc chế Quý Mão mệnh kim, khiến vận khí suy yếu, tinh thần làm việc xuống dốc, công việc kém thuận lợi, đối diện không ít trở ngại. Tuy nhiên, may mắn là cô bác anh chị vẫn còn có nửa cuối tháng, được nguyệt lệnh ủng hộ, chính quan lâm vượng, nên vận trình khá cân bằng. Con giáp này có thể sẽ được quý nhân yêu quý bởi tính chính trực và có trách nhiệm, nên sẽ được giúp đỡ để vượt qua sóng gió. Cứ nỗ lực kiên trì, vận khí sẽ tốt dần lên. Khi đó, công việc dù áp lực và vất vả, nhưng nhìn chung vẫn đi đến kết quả cuối cùng, khả quan như tuổi Quý Mão mong muốn. Tháng cô hồn nên tài vận có phần giảm sút, vận may tiền bạc của tuổi Quý Mão không nhiều. Đừng trông chờ vào các trò may rủi, chính tài đứng yên tại chỗ không có dấu hiệu tăng. Thứ tài tuy có nhưng không nhiều, tiểu hao hung tinh có thể gây ra hiện tượng phá tài, chú ý cất giữ túi tiền cẩn thận. Sức khỏe giảm sút mạnh, bệnh vặt khó tránh, thậm chí có người còn phát hiện bệnh nghiêm trọng, nữ giới có thể mắc các bệnh phụ khoa, xương khớp. Phương diện tình cảm của tuổi Quý Mão gặp không ít trục trặc, vợ chồng vì con cái, chuyện tiền bạc mà quay sang cãi vã, thiên hình hung tinh khiến bản mệnh thay tính đổi nết, càng ngày càng có xu hướng hà khắc hơn với đối phương, gây ức chế về mặt tình cảm, cảm xúc. Trong tháng này, sức khỏe cũng không được tốt, sức khỏe đi xuống, sức khỏe tuổi Quý Mão trong tháng này không được ổn cho lắm, đừng thấy đầu tháng khỏe khoắn mà chủ quan, ngày tháng còn dài, từ giữa tháng bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi trong người, tinh thần căng thẳng bất an. Quý nhân, Tị, Dần. Tiểu nhân, Hợi, Mùi. Màu sắc may mắn, đỏ, trắng. Tiếp theo là vận trình của tuổi Quý Mão theo tháng sinh. Kính thưa quý vị, tuổi Quý Mão, quá lâm chi miêu, tượng trưng cho lòng tốt, sự nhạy cảm và dịu dàng. Những người tuổi Quý Mão cũng rất hiếu khách và thích giúp đỡ người khác. Đây là đặc tính tự nhiên, vì họ không thích những tình huống khó lường trước. Những người tuổi Quý Mão là những tạo vật hết sức mong manh và có thể trở nên bối rối khi mọi thứ bị xáo trộn. Họ cũng thường có xu hướng cẩn trọng và bảo thủ. Đây là điều khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cuộc sống. Bù lại sự thiếu hùng hổ và quyền lực, thì người tuổi Quý Mão có một trái tim nhân hậu và tâm hồn bình an, giúp họ trở thành những người bạn tuyệt vời nhất. Đặc biệt, nhờ lòng tốt mà đường đời của người tuổi Quý Mão thường được hưởng an nhàn và may mắn, được quý nhân phù trợ, gia đình yên ấm, hòa thuận, hạnh phúc, con kế để huề, tài vận dồi dào, no đủ và ít gặp phải các biến cố lớn. Tuy nhiên, mỗi người sinh vào những tháng sinh khác nhau nên tử vi cũng có sự khác biệt. Sinh tháng 1 âm lịch. Số phận dành cho những người sinh vào tháng 1 vừa đủ, mặc dù thực phẩm và quần áo có thể rất phong phú, nhưng đôi khi Quý Mão cũng phải vội vã kiếm sống. Nếu họ có thể nhận được phước lành từ cha mẹ, cuộc sống bận rộn của họ có thể khác. Ngoài ra, nếu họ biết rõ thực tế, thực hiện công việc của họ và lên kế hoạch thu chi tốt, nỗi đau của việc vội vã xung quanh cũng có thể tránh được. Sinh tháng 2. Những người sinh vào tháng 2 trong năm Quý Mão được ấm no cả đời và có thể nổi tiếng. Mặc dù có những rắc rối, dù lớn hay dù nhỏ, họ đều có thể trở nên thông minh hơn và có khả năng vượt qua những khó khăn đó và cuối cùng có một cuộc sống đầy hạnh phúc. Sinh tháng 3. Những người sinh vào tháng 3 luôn được thần ban phước. Họ thông minh, hoạt bát, cởi mở và dũng cảm, có thể giúp họ có được sự nghiệp rực rỡ và sức mạnh phi thường. Nhưng họ phải tự mình có được tất cả những thứ này với sự trợ giúp nhỏ từ những người xung quanh. Sinh tháng 4. Người tuổi Quý Mão sinh vào tháng 4, cuộc sống của họ tràn đầy hạnh phúc, may mắn và vinh quang, nhẹ nhàng, thanh lịch,
tài năng và hiểu biết, họ có thể đạt được thành công trong các lĩnh vực văn học, nghệ thuật hoặc quân sự, gia đình hạnh phúc với bạn đời và con cháu. Sinh tháng năm âm lịch. Những người sinh vào tháng năm có thể siêu giàu, ngoại trừ những năm đầu nghèo khó, những năm giữa đến cuộc đời của họ có thể vô cùng giàu có. Nhờ tư duy thương mại và tài năng trong điều hành kinh doanh, họ được trau dồi, tôn trọng người khác và đáng tin cậy. Do đó, được nhiều người ưa chuộng, không có thảm họa và nguy hiểm lớn, họ có thể sống một cuộc sống an nhàn, may mắn. Sinh tháng 6. Những người tuổi Quý Mão sinh vào tháng 6 rất tài năng và có thể chỉ đạo người khác trong công việc. Sự nghiệp của họ phát triển thuận lợi và nhanh chóng với may mắn. Đối tác của họ là tốt đẹp và con cháu có thể là người thành công. Họ có thể không có vấn đề về sức khỏe và được người khác tôn trọng cả đời. Sinh tháng 7. Những người sinh vào tháng 7 rất thông minh và hiểu biết. Họ nói chuyện và làm mọi thứ sạch sẽ, nhanh chóng. Họ có thể thành công trong sự nghiệp, mang lại cho họ tiền bạc và một cuộc sống giàu có. Họ rất tài năng, đặc biệt là bằng văn bản. Dựa vào đó, họ có thể trở nên khá nổi tiếng. Họ có thể được trôi qua cả đời suôn sẻ khi mà không có thảm họa lớn. Tuy nhiên, họ nhận được rất ít sự giúp đỡ từ các thế hệ trước. Vì vậy, họ đều tự mình có được. Sinh tháng 8. Cuộc sống của những người tuổi Quý Mão sinh ra trong tháng này thật phong phú và vinh quang. Họ tốt bụng, cao thượng, không bao giờ có ý tưởng làm hại người khác, nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ. Do đó, được rất nhiều người yêu mến. Họ có khả năng thích ứng mạnh mẽ và khả năng phân tích tuyệt vời. Với những lợi thế trên, nhiều người trong số họ có thể là một quan chức trong chính phủ. Sinh tháng 9 âm lịch. Những người sinh vào tháng 9 thiếu chủ động, lười cải thiện bản thân và không quan tâm đến điều gì. Mặc dù họ có thể không nghèo, họ có thể không bao giờ sống một cuộc sống giàu có. Vì vậy, họ đổ lỗi cho tất cả mọi thứ, cảm thấy thất vọng và tự ti. Nếu họ có thể chấm dứt những thiếu sót này, số phận của họ cũng có thể đầy hứa hẹn. Sinh tháng 10. Người sinh vào tháng 10 giỏi giang, chăm chỉ, nhưng có phần hơi tự phụ, cô độc và thích sống một cách lặng lẽ. Mặc dù không muốn xuất hiện trước công chúng, nhưng những điều nguy hiểm đã đến. Song với sự giúp đỡ từ những người khác, họ có thể vượt qua chúng và sống một cuộc sống bình yên. Sinh tháng 11 âm lịch. Người sinh vào tháng 11 rất tài năng và có thể thay đổi bản thân để chấp nhận những tình huống khác nhau. Tuy nhiên, sự tích lũy của cải từ các thế hệ trước không nhiều và cô bác anh chị em có thể hiếm khi giúp đỡ họ. Vì vậy, họ có thể cần phải rời khỏi nhà để kiếm sống. Sinh tháng 12 âm lịch. Sinh vào tháng 12, người tuổi Quý Mão rất thông minh, tham vọng, hào phóng và tháo vát. Họ học hành chăm chỉ ở lứa tuổi sớm. Tất cả những điều này giúp họ trở nên nổi tiếng và giàu có sau tuổi trung niên. Nhưng gia đình của họ có thể gặp rất nhiều nguy hiểm, vì vậy hãy cẩn thận. Quý vị thân mến, đã từ lâu lời dạy của Đức Phật vẫn luôn được xem là kim chỉ nam, chỉ đường dẫn lối cho chúng ta trong việc chỉnh đốn thái độ và hành vi của mình. Vì thế, không chỉ có đệ tử của Ngài mà cả thường dân cũng rất muốn xin lời khuyên của Ngài. Có lần, một người hỏi Đức Phật về cách có thể giúp tránh xui xẻo hay không. Ngài đã kể lại một câu chuyện về chú vẹt đã thoát chết nhờ thực hiện được hai điều quan trọng. Trước đây, có một con vẹt sống trên một ngọn núi cao, quanh năm phủ đầy tuyết. Chú vẹt thường đi kiếm ăn về cho bố mẹ vì họ đều bị mù. Vì họ đều bị mù nên không thể bay lượn tự do như chú. Cũng thời điểm đó, có người nông dân vừa gieo hạt vừa thề rằng, nếu mùa này thu hoạch khá ông sẽ chia sẻ thành quả với mọi sinh vật sống trên đời. Nghe được tin này, đúng mùa gặt bội thu cũng là lúc chú vẹt đã thường xuyên đến đây để lấy lúa chín đem về cho bố mẹ. Một ngày đi thăm cánh đồng, có những bông lúa sai chĩu hạt, thì người nông dân nhận ra có nhiều bông lúa đã bị mổ hết hạt, chỉ còn trơ lại thân cây. Người này liền đặt bẫy với quyết tâm bắt bằng được thủ phạm mới thôi. Ngay ngày hôm sau, ông lại xem bẫy và thấy một chú vẹt đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tấm lưới đã giăng sẵn trên đầu nó. Con vẹt nói với người nông dân, chính ông hứa từ lúc gieo hạt rằng sẽ chia sẻ lương thực của mình thì tôi mới dám tới đây lấy những hạt lúa về cơ mà. Tại sao ông lại tức giận và đặt bẫy? Ông muốn chia sẻ như vị thế một vị vua muốn được chăm lo cho các thần dân của mình. Với vai trò là một người dân, tôi cảm thấy biết ơn vì ông đã phân phát lòng tốt của mình như đã hứa. Cảm động trước những gì chú vẹt nói, người nông dân hỏi lại, vậy ngươi đem lúa của ta cho ai? Con vẹt đáp lại, tôi lấy lúa để nuôi bố mẹ vì bố mẹ tôi bị mù. Nghe thấy thế, người nông dân bảo con vẹt rằng, từ nay trở đi ngươi cứ tới đây lấy bao nhiêu hạt lúa tùy ý, ta sẵn lòng giúp ngươi. Được biết chú vẹt trong câu chuyện này là tiền thân của Đức Phật,
Còn người nông dân đã giúp đỡ nó chính là Sāraputra, một trong những đệ tử vĩ đại nhất của ngài trong kiếp sau. Vẹt bố mẹ là tiền thân của đức vua Duryodhana và hoàng hậu Maya, hai bậc thân sinh của thái tử Vihata Gotama Tất Đạt Đa Cổ Đàm. Kết thúc câu chuyện, Đức Phật đã hỏi lại, vậy các người có biết có những việc gì có thể mang lại những điều tốt lành cho chúng ta không? Trong khi mọi người còn phân vân, thì ngài cho hay. Có hai việc có thể ngay lập tức mang lại niềm vui và hạnh phúc, thậm chí là may mắn lớn cho chúng ta. Thứ nhất, đó là hiếu kính với cha mẹ. Thứ hai, là làm những việc tốt ngay trong ngôi nhà của mình. Tương tự như vậy, có hai tội lỗi sẽ gây ra hậu quả xấu ngay lập tức và chắc chắn sẽ dẫn con người ta tới địa ngục. Thứ nhất là bất hiếu với cha mẹ. Thứ hai là làm những việc xấu ngay trong ngôi nhà của mình. 1. Hiếu kính với cha mẹ. Đức Phật dạy cách tránh xui đầu tiên đó là thể hiện lòng hiếu kính với cha mẹ. Hầu hết chúng ta xem thường việc này vì mải đuổi theo những mục tiêu xa vời trong cuộc sống mà quên đi giá trị chân thực nhất. Những ngày đầu năm hoặc khi làm ăn không tốt, chúng ta mải sắm sính lễ, cầu khấn mong có được may mắn khắp nơi, nhưng lại quên mất rằng hiếu thảo với cha mẹ là cách cải số mệnh tốt nhất. Các con thường nghĩ rằng cứ kiếm tiền thật nhiều để bố mẹ tự hào hoặc dùng tiền sửa nhà, mua sắm mọi thứ cho bố mẹ thì mới là hiếu thảo. Việc này không sai, cũng chỉ đúng một phần vì đâu phải ai cũng có điều kiện để kiếm ra tiền. Vậy chúng ta thể hiện lòng hiếu thảo như thế nào? Bất cứ thời điểm bạn nghèo hay giàu, đều có thể hiếu thảo với đấng sinh thành. Việc này không cần phải đợi. Điều mà bố mẹ bạn cần là cảm giác an toàn, là chỗ dựa về tinh thần. Đôi khi chỉ vài câu thăm hỏi cũng đủ giúp họ có cảm giác an ủi. Thay vì gắt gỏng khi họ làm sai hoặc đãng trí, thì bạn nên nhẹ nhàng, từ tốn. Vậy, hãy thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ ngay từ hôm nay, bằng những việc từ nhỏ tới lớn. Chính những người luôn ý thức việc thể hiện sự hiếu kính với cha mẹ, thì đi đâu cũng được tôn trọng. Từ đó ắt hẳn sẽ kết được nhiều duyên lành, cuộc sống ắt sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi và đó là cách tuyệt vời nhất để giải xui. 2. Làm việc tốt ngay trong nhà mình. Hầu hết mọi người thường hay có tâm lý nhường nhịn người ngoài, nhưng lại dễ gắt gỏng với người nhà, vì chúng ta biết rằng họ dễ dàng tha thứ cho mình. Lâu dần, ta khiến tình cảm mai một vì những câu nói vô tình. Bạn nên hiểu rằng, chỉ khi đủ nhân duyên thì chúng ta mới có cơ may cùng sinh ra trong một nhà, hay trở thành họ hàng, người thân của nhau. Chúng ta nếu không biết quý trọng nhân duyên này, thì chẳng có duyên lành nào dám xuất hiện trong cuộc đời của mình nữa. Cuộc đời này tuân theo luật hấp dẫn. Nếu bạn thể hiện mình thích điều gì thì điều đó càng nhiều lên. Tình yêu thương đơn giản chỉ trao cho người nhà thôi cũng đủ giúp bạn có thêm tình yêu từ những người khác. Trân trọng, yêu thương, giúp đỡ và bảo vệ họ không chỉ là trách nhiệm của ta với họ, mà còn là trách nhiệm của ta với chính bản thân mình. Thờ ơ, không quan tâm, thậm chí tranh chấp hay đối xử tồi tệ với họ là con đường ngắn nhất dẫn ta đến với bất hạnh, với một tuổi già cô đơn, thậm chí chết trong cô độc. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý vị và các bạn hạnh phúc, bình an. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.